cho tôi. Tôi cam kết chữa khỏi 100%. Ra một cái thì nó sẽ có một cái đuôi đằng sau đấy không? Ui, đẹp chưa? Kami ni aisare, kami o aiso. Ôi rồi ơi, có trang phục mới các bạn ơi. Wow, xin chào tất cả mọi người. Trước mắt các bạn là một bộ trang phục vô cùng trắng và tròn, vô cùng mịn màng, đến từ đôi chân dài đến nách các bạn ơi. Một bộ trang phục dành cho cô nàng teo nát. Và như các bạn cùng quan sát qua mà xuất hiện của bộ trang phục này chẳng khác gì bộ trang phục của Aru Vũ Khúc cả. Bộ trang phục này cũng sẽ có tên gọi là Teo Nát Vũ Khúc. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục Teo Nát Vũ Khúc nha. Rất là cảm ơn kênh YouTube AOV New đã hỗ trợ giúp đỡ mình để có thể đem đến cho tất cả các bạn màn review này. Các bạn nào muốn xem được những cái sự kiện mới, những cái bộ trang phục mới hoặc là link mode thì có thể qua kênh YouTube AOV New, ấn đăng ký kênh, theo dõi kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về cái ngoại hình. Teo nát quá xinh đẹp, mà đặc biệt là điểm nổi bật nhất đến từ bộ trang phục này là chân dài quá. Thật ra thì cái chân dài này nó là cũng nhờ đến từ đôi guốc của Teo Nát đi, chắc là đôi guốc 5 phân đấy. Ngoài ra thì phong cách ăn mặc này thì rất là giống phong cách của Nhật Bản nha mọi người nha. Đấy, vô cùng là đẹp, với bộ quần áo cực kỳ là hợp, đặc biệt là to và tròn luôn. Đấy là cái điểm nổi bật nhất các bạn ạ. Mình đang nói đến là về đôi mắt của Teo Nát vừa to vừa tròn nha các bạn nhé. Các bạn đừng nghĩ lung tung đấy. Ngoài ra cây cung của Teo Nát nó có biểu tượng hình như là có con chim hay con phượng gì đấy, không biết là có phải vậy hay không thì các bạn nhớ để lại comment bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta vào luôn trong một trận đấu thôi nhờ, chứ để lâu hơi bị nóng lòng. Let's go, để mà trải nghiệm được rõ nhất cái bộ trang phục này thì mình sẽ vào trong một trận đấu giành nha. Trước hết thì cho mọi người xem qua sức mạnh của cô nàng Teo Nát. Thứ hai là cho mọi người xem qua về hiệu kỹ năng đến từ bộ trang phục này. Và như các bạn cùng quan sát thì hiệu kỹ năng đã có sự thay đổi rất rõ ràng rồi các bạn ơi. Điều tuyệt vời nhất đó là đến từ những đòn bắn tường. Như thường lệ thì chúng ta bắn tường với những cái bộ trang phục của Teo Nát sẽ bắn ra những cái cây cung đúng không? À, những cái mũi tên đúng không? Những cái mũi tên. Và đặc biệt là mũi tên bây giờ nó màu mè hơn, bắn ra một cái thì nó lại có một cái đuôi ở đằng sau phát sáng các bạn ạ. Đấy, những cái bộ trang phục khác thì không hề có đâu các bạn ơi. Như các bạn cùng quan sát thì mình bắn thường thôi, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng màu cam hay là màu vàng gì đó, bắn ra một mũi tên và đằng sau mũi tên đấy sẽ có một cái đuôi. Ngoài ra thì chiêu thứ hai sau khi mình bắn sẽ tạo ra đó là ba cái mũi tên bay về phía trước. Ở mũi tên giữa ấy, nó sẽ có biểu tượng của mặt cái con cáo hay là cái con hồ ly. Đấy là theo như mình nhìn thấy. Ngoài ra thì chúng ta kích hoạt chiêu thứ nhất cũng sẽ tạo ra một cái hiệu ứng đó. Ở xung quanh cái viền hình tròn ấy, nó sẽ có một cái hoa văn hay là ký tự thì bản thân mình cũng không biết được, nhưng mà nó đã có sự thay đổi rất rõ ràng rồi. Đây là một điều rất tuyệt vời đến từ bộ trang phục này. Bộ trang phục này mình đoán sẽ là bộ trang phục bậc SSS. À không, mình xin lỗi, 2S thôi, bậc SS thôi nha. Thôi chết tôi rồi, tìm bạn hổ báo quá, mình sợ quá đi. Bắn luôn chiêu cuối cho mọi người xem qua này. Wow, quánh nó. Các anh băng trụ chơi em đi, em có tốc biến ở đây. Chết tôi rồi, chúng nó băng trụ này. Ôi, Caret ơi, Caret chắc chắn chết rồi. Mình xin một mạng của bạn nha, biến về thôi. Đấy, như các bạn cùng quan sát qua thì hiệu biến về cũng đã có sự thay đổi. Và rất là xin lỗi các bạn là hiện tại ấy, và trong một trận đấu danh mình không hiểu tại sao thì mình mất cái hiệu biến về rồi. Nhưng mà vừa xong thì mình cho mọi người xem qua về một cái góc nhỏ về hình ảnh đến từ hiệu biến về chuẩn của bộ trang phục này nhá. Khi mà biến về sẽ có một cái con cá màu trắng nhảy trên một cái cổng màu đỏ. Đấy là theo như mình nhìn thấy là như vậy. Các bạn đánh giá sao về bộ trang phục này? Lúc mà mình bắn chiêu cuối với bộ trang phục này thì không biết các bạn có để ý hay không, chúng ta sẽ tạo ra đó là một cái con cáo
nhảy vô đến đối phương và sau khi chạm vào mục tiêu sẽ làm choáng đối phương nha. Cái con cáo này nó nhảy rất là nhanh, đúng với chiêu cuối của Tèo Nát, vô cùng nhanh các bạn ạ. Nào, em tới đây, anh em ơi chờ mình cái nào. Mình chỉ bỏ quê hương một tí thôi, bây giờ mình quay trở lại và hy vọng rằng sẽ đóng góp được một chút phần sức lực. Nào, em tới đây mấy anh ơi. Chạy được đi đâu sao lại không giết được luôn, phí quá các bạn ạ. Chết rồi, Crest nổi điên rồi. Ôi, sao nó trâu thật sự luôn. Cách thả diều nha, vừa di chuyển vừa bắn, vừa lui vừa bắn. Đấy là cách thả diều tốt nhất khi chúng ta chơi xạ thủ. Vào đi Triệu Vân. Đúng rồi, ngần ngại gì, cho mình xin được một mạng. Thế là tổng mình được 2 mạng rồi. Ngoại hình của bộ trang phục này trong một trận đấu thì với tà áo thước tha ở đằng sau thì các bạn nhìn thấy là có hai cái, hình như đấy là cái khăn chứ không phải cái áo, màu xanh xanh ấy các bạn ạ. Một bộ trang phục mang đậm phong cách của Nhật Bản. Nào, nào, mình có giữ vị trí được, cho mình xin mạng nữa. Úi, thả chán quá các bạn ạ. Phát mình bắn thì không phải là lượng sát tương cuối cùng để mình có thể ăn được mạng. Thật ra Tèo Nát sẽ là một chất tướng late game rất là mạnh nha mọi người nha. Còn đầu game thì chúng ta cần tập trung farm, đầu game bắn như kiểu mũi đốt vậy. Được cái là tầm bắn nó xa thôi, nhưng kết quả chưa một thì bắn rất xa. Để mà nói thì trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cần phải cẩn thận đối với gấu béo Zuka nha. Tránh xa gấu béo Zuka ra. Như các bạn biết thì điểm yếu của cô nàng Tèo Nát đó là khả năng thiếu cơ động vô cùng. Thiếu cơ động vô cùng, nếu mà sát thủ team bạn áp sát một cái thôi thì chả có kỹ năng nào để chạy. Vậy nên bản thân của mình ấy vẫn còn một cái vốn. Vốn ở đây là mình để dành cái tốc biến nha. Gặp nguy hiểm thì chúng ta sử dụng cái tốc biến. Đây là cái thứ duy nhất, phép bổ trợ duy nhất khiến cho Victor Tèo Nát cơ động hơn. Từ từ để mình di chuyển dần lên đường trên, anh em có vẻ đánh nhau hơi gắt. Nào mình tới đây các bạn ơi. Thích thì cướp rừng mà không thích thì cũng cướp rừng luôn. Kera ơi, bỏ cái con bùa đỏ đi bạn ạ. Chứ không tầm này ấy, bắn luôn bạn luôn, chạy được đi đâu có sâu. Mình xin một mạng của bạn, đấy là siêu việt rồi. Đấy, có cơ hội là cần phải ăn mạng nha. Và có cơ hội hơn nữa thì chúng ta sẽ cần phải ép trụ. Đồ của vị tướng Tèo Nát thì trang bị đầu tiên mình lên đó là giày du mục này, giúp cho mình có thể được một cái lượng tốt ránh. Ngoài ra sẽ là thánh kiếm Sanabatap, kiếm Muramasa, cung Tama và trang bị cuối cùng đó là giáp hồng bệnh. Đấy là về build đồ. Công việc chính của mình bây giờ ấy đó là làm sao ép được cái trụ đứng giữa. Và chỉ cần được bảo kê thôi là mình giữ vị trí. Nhìn thấy Crest chưa, bắn cho không trượt phát nào. Crest, ui giời, nó hóa chiêu cuối kìa. Anh gấu ơi, may quá anh gấu không chiếm được em thì em chiếm anh. Đi đâu? Ui giời ơi, buồn thế không biết nữa. Đã không có gấu thì chớ. Mỗi lần tìm kiếm đến gấu thì gấu lại bỏ chạy rồi. Ê, là vịt hổ báo đấy. Hổ báo. Sao bạn ấy không chết sớm đi? Chết sớm thì mình đỡ phải mất cái tốc biến. Đấy, rất là thích phong cách của Lavin team bạn. Tính ra thì trong trận đấu này team bạn cũng rất là nhiều các vị tướng màu giấy nha. Như là Red, như là Kera, như là Lavin. Đấy. Chứ còn đối với Crest thì nó trâu lắm, gấu béo thì cũng là màu giấy thôi. Chỉ cần bảo kê mình là mình bắn hết, dừng cũng bắn hết. Có trang phục mới là cứ phải bắn thôi, tự tin hơn rất nhiều. Trời ơi, thốn chưa gấu này. Ý giời, gấu đầu tư cả tốc biến sợ thật. Các bạn thấy gấu đã đầu tư để giết mình chưa? Nhưng mà mình không sao cả, mình vẫn giữ được vị trí và xin mạng của Lavin. 5-0 rồi, rất mạnh rồi. Gấu béo Zuka là cũng có ý tưởng bắt vào chủ lực là xạ thủ như là mình đấy. Nhưng mà hơi đen, bạn ấy nhảy vào mình là không dồn được đam, không đủ lượng sát tường. Càng nhìn thôi là càng cảm thấy mê cái bộ trang phục này. Nếu mà nói qua về hụt kỹ năng thì mình cảm thấy nổi bật nhất đến từ cái chương 1 đấy. Sau khi các bạn kích hoạt ấy, lập tức các bạn sẽ bắn được rất nhanh và cảm giác như là cái mũi tên của vị tướng Tèo Nát nó vô cùng dài nhá. Tại vì nó có một cái đuôi ở đằng sau mà. Chúng ta bắn ra một cái thì nó sẽ có một cái đuôi đằng sau đấy không? Ui, đẹp chưa? Đấy, vô cùng nhiều màu sắc, có màu tím, màu vàng, màu cam luôn. Trời ơi, cảm giác như kiểu bắn trưởng thẳng vào ấy, bắn một cái tia laser ấy, như kiểu tia X của The Flash. Chứ không phải là tách rời từng mũi tên một nữa rồi. Gấu ơi, em này gấu ơi, tưởng gấu làm gì? Đấy, bật chiêu một lên mới cảm nhận được rõ các bạn ạ. Chứ bắn tường như bình thường thì nó không được nhanh được như vậy đâu. Tại bật chiêu một lên chúng ta sẽ bắn được xa hơn và nhanh hơn. Ôi, lại gấu đầu tư vào giết mình, có giết được đâu. Thôi anh không giết được em thì thôi. Em thì em sẽ giết các anh hết. Team bạn là lùi hết về rồi. Nhưng mà để thắng được bây giờ thì mình cảm thấy hơi khó các bạn ạ.
Bởi vì cứ đánh được một vài người thì bạn lại ra hồi sinh. Nếu mà có cơ hội thì lát nữa thì mình sẽ tổ chức ăn tà thần nhé. Nào, nhìn Crab Châu này. Ui, lại gấu béo. Gấu, ui trời, tưởng gấu em có tốc biến qua tường. Và sau đó là bắn tiếp. Cơ việc còn lại để cho đồng đội đấy. Hay quá, còn bằng này máu bật lên và bắn hết. Chết luôn với mình nè, 200 vàng, Red Bull cười. Còn Lavin thì chịu thôi, Lavin nhìn có vẻ là nó hơi nhiều máu. Tốt nhất là nên lui. Bây giờ team mình ăn cái con tà thần là hợp lý đây này. Đừng có dụ team bạn ra tà thần, Triệu Vân đang ra ăn tà thần rồi. Đây là một điều rất là tuyệt vời nha. Từ từ anh Triệu Vân ơi, để em ra hỗ trợ anh từ từ nha anh ơi. Em tới hỗ trợ anh liền đây. Cứ bị lag các bạn nhìn thấy wifi mình lag chưa? Lag dã man. Rồi. Đấy, thi thoảng là gặp cái trường hợp kiểu này. Không biết các bạn có thấy giống mình không? Mình không biết là do máy của mình hay là do wifi nhà mình, hay là do 4G của mình, hay là do game nữa thì không biết. Nhưng mà nếu như các bạn cũng gặp phải trường hợp giống mình, thi thoảng mạng đang ổn định, nó lại nhảy xuống đỉnh đỏ, nhảy xuống đỉnh vàng, bị lag, thì đấy là chắc là do game rồi. Nếu mà chúng ta bị cái tình trạng chung. Còn nếu các bạn không bị ấy, thì chắc đấy là do yếu tố đến từ mình. Nào, khi mà có tà thần rồi, chán ghê, chưa kịp làm gì mà chưa gì thì bạn đã chết rồi. Nào, cho em xin mạng có rát, úi, thấm chưa? Có cưng tà ma đây rồi, tầm này em cân hết, bắn hết luôn. Mỗi tội là bắn nhưng mà không ăn được mạng. 8 mạng rồi, cho xin 2 mạng nữa, cho tròn 10 mạng cái đi. Cho tròn 10 mạng nhưng không kịp rồi. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.